người Việt Nam mình hát rồi hết, quý vị có thể hát tình tình tang tình tình chân mình rần chân mình ơi rần có biết biết hay không? Nhà tôi sướng nhận về, em ơi lên tập những bài hát. Chúng ta bài hát rất là quen thuộc mà theo cái điệu nhạc dân ca Việt Nam ai cũng hát được cả. Dạ thì khi nhà tôi nói thì tôi sẽ hát một khúc đến khi tình tính tan tan tính tình thì quý vị sẽ hát đồng hát cùng. Bây giờ có không? Lặng lặng mà nghe tôi. Say what? Trời, nhà trời thì con trời sẽ về trời. Amen.
Cho nên hãy ai đặt niềm tin của mình ông trời, ai biết ơn ông trời, ai thờ phượng ông trời, một ngày nào đó qua cõi đời tạm này, chúng ta sẽ vào trời, về trời, ở với Đức Chúa Trời. Đơn giản vậy thôi. Quý bà chị em có tin rằng một ngày nào đó mình sẽ từ giã cõi trần này không? Có ai quý vị sẽ lục gia sống đời không? Không. Nhưng mà trong khi sống ở đời này đó, có nhiều người nó số tụi nó xui xẻo lắm, cái số tụi nó mạt rẹp lắm, số tụi cái tuổi con này, tuổi con trâu nó phải đi cày. Nhưng mà quý vị biết không, khi một người tin nhận Chúa thì số không còn là con trâu nữa mà con ông trời. Amen. Có nhiều người đi nói tôi hả, này tuổi mèo con mèo, tuổi dần con hổ con cọp, tuổi trâu ôi trâu đi cày cực lắm, tuổi con tuổi dần con gà gà mổ hoài. Tôi gì? Tôi bảo con trời. Làm con ông trời. Số phận của mình được thay đổi. Quý ông bà anh chị có tin rằng mình có số không? Quý vị tin rằng mình có số phận không? Có chứ, giày dép áo quần cũng có số. Ở mình dài bao nhiêu? Dài số 40. Có số không? Con người chúng ta cũng có số vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không có ông trời là cha thì số là số xui xẻo, số tai họa, số mặt rề, số suối quẩy. Nhưng mà nếu một người nào đó về thờ phượng ông trời, làm con ông trời thì trở nên công nương, hoàng tử của vương quốc thiên đàng. Amen. Amen. Cho nên kính thưa quý ông bà anh chị, Giáng sinh là một buổi lễ cho nhân loại biết rằng vì thượng đế là ông trời yêu thương nhân loại đã ban Chúa Giêsu vào đời để ngài đến trần gian này, ngài gánh tội cho nhân loại. Ngài ban cho con người sự bình an của tâm hồn, sự mạnh khỏe của thể xác và sự thịnh vượng của cuộc sống. Và nếu trong những giờ phút lâm nguy, hoạn nạn, khốn cùng, quý vị kêu cầu trời, thì ngay giờ phút đó, ông trời bèn ban ơn cho quý vị. Cho nên người bạn chúng ta, trước đây đi đến nạn đi không được. Bây giờ, đặt niềm tin của mình nơi thượng đế ông trời, bỏ nạn ra và đi được. Và ngước mắt lên nhìn đời, ngước mắt lên để cầu trời, mà không sợ hãi, không lo lắng về tương lai của mình. Chỉ còn có một ít ngày nữa, chúng ta hết năm 2006 để bước vào năm 2007. Quý biết không, khi thế giới chào mừng năm mới, quý vị tưởng họ vui lắm hả? Họ lo ghê lắm. Năm 2007 không biết đại dịch cúng gà ở Việt Nam có lây ra không, không biết bệnh bò điên ở bên Gia Nã Đại có lây ra không, không biết chiến tranh Iraq có kết thúc hay không, không biết là ở Triều Tiên có bóng nguyên tử hay không. Người ta đủ thứ lo hết. Nhưng mà xin thưa quý ông bà anh chị, nếu quý vị làm con ông trời thì biết rằng ông trời là thượng đế đang điều khiển vũ trụ này, và chúng ta là con của ngài trong mày của ngài. Ngài chăm sóc, ngài gìn giữ, ngài bảo vệ, ngài thay